bán xả. Trời hấp dẫn quá vậy. Cô biết cái ăn không? Còn cái tiêu luôn. Trời ơi, đây là cơm gà năng ăn. Đây là cơm xôi chiên của bà Tám. Ngon quá vậy. Ủa sao biết cái ngon không chị? À. Nên là bé Ly được ăn chung với cô Thơ này. Ghê không? Ủa ăn chung với cô Thơ là ghê hả? Ghê đỉnh nhờ ăn chung. Chúng em cảm ơn bà Tám Cam Thơ. Nghe làm lại. Chúng em cảm ơn bà Tám Cam Thơ. Nói đi về đi. Đi về. Đi 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 qua bà Thơ. Đi qua anh kia nói là mà bà đã trả. Bà đã trả tiền rồi chứ không thôi nhỏ kia ngồi lộn xộn. Ta không biết người ta trả nữa làm sao. Qua chào bà. Thơ trả tiền hết rồi. Trả tiền xong hết rồi nha. Bo cứ nào tiền tiếp là bằng trả hết luôn. Không có một đồng về nha. Tiếp nó là nha. Thơ bị nghe không? Trả ga không? Thơ hào phóng mà. Thơ Thơ là có tất cả. Nhau kêu kêu chị Thi nói sao? Thơ là có tên là có thơ là có tất cả. Lúc Cam Ba nói nè. Linh Trần đây nè. Đây cháu đây. Nè. Thôi được rồi. Đây cháu đây nè. Ủa Linh Trần á. Trời ơi. Nè ba cháu về. Từ hóa không quen rồi. Ngày mai cháu đi rồi. Tối nay gặp. Nè ba. Nhà nhà ba nè. Ba bà ngoại. Nhà ba chị. Rồi hồi nãy chúng ta mới đi ăn cơm gà về. Bây giờ Linh Trần đòi đi ăn chè. Mời bé Ly. Hồi nãy bé Ly chào ở trong tiệm cơm gà chưa? Dạ chưa. Ồ bé Ly chưa có chào hả? Thì bé Ly chào đi. Cứ chào cô chú chị và các bạn trên kênh YouTube bà Tám Cam Thơ. Trời đất ơi, nó làm quá luôn. Trời ơi, xin mời cô là lái xe. Chào cô chú, xin chào các bạn, xin chào. Bữa nay bà ở cơm gà, ở cơm gà bà chào chưa? Ở tiệm cơm gà á. Ở tiệm cơm gà tự nhiên bà lấy điện thoại bà quay làm bây giờ phải quay tiếp chứ lẽ cái clip có mấy có khúc đi về ăn cơm gà về xong mà chào các bạn. Đâu được. Lỡ bởi vì có bà này là có clip coi. Chứ bình thường đâu có quay cái khúc mà ăn cơm gà. Chứ kỳ vậy, ăn cơm vịt mới quay. Nhưng mà hôm nay đi trước khi ăn cơm gà là đi đâu vậy Linh? Đi lễ kỷ niệm ngày cưới 63 năm của ông bà ngoại. Trời Linh nhận hay quá ha. Làm luôn á. Tôi phải học kịch bản hay dữ lắm á. Nó biết hết trơn à, hay sợ luôn. Bé Ly. Dạ. Thấy cô Linh hay không? Dạ hay. Quá hay luôn á. Tôi phải phụt bà luôn á. Dạ, mới là bà nhớ rõ dễ sợ luôn. Cũng an ủi chứ giờ có mình bà phải phụt tôi. Phụt bà sát đất luôn á bà Linh. Rồi sao? Hả? Tháo cái mắt kiến rồi coi lông mày bà coi. Đúng rồi đó. Ơi đây nè. Lông mày hôm nay của bà Tám đây nè.
Ly thấy sao? Bé Ly là con nhỏ. Con thấy đẹp á cô. Đẹp. Bé Ly thấy đẹp hả? Dạ, đẹp, tự nhiên. Con nhỏ xíu không biết gì con khen. Con cũng có nè. Ai mà không có lông mày. Không, cũng hên xui, cũng hên xui là mình làm đẹp. Nhưng mà tại vì á tám chỉ làm màu thôi. Chứ không phải là mình xăm nguyên cái lông mày giống như là không có lông. Mình là có cái lông mày đi kìa Linh. Mình là có cái lông mày thì mới đầu thì cái cô chủ cũng vẽ cái sếp mới cho tám, nhưng mà tám nói thôi để cái sếp cũ thì tám có sẵn cái sếp rồi, thì là tình hình là cái lông mày tám là như vậy, chứ không phải tám nói tám đi xăm lông mày là tám đi xăm giống như là người ta, tám cũng không có rành không biết, nhưng mà ý là tám nói là cái sếp của tám nó có sẵn á, thì chỉ là cái màu, tại cái lông mày của màu tám màu đen quá, nó đen thui à, cho nên là tám mới muốn cho cái lông mày của tám màu nâu, tại cái tóc của tám nhuộm màu nâu, đó là như vậy. Nhưng mà cô chủ cổ làm rất là nhẹ nhàng, là nó không có đau và nó không có giống như là người ta giống như một cái dề đó, thì tám không có rành. Nhưng mà các bạn nào chưa coi cái clip tám đi xong lông mày á thì quay lại cái đó coi, cũng ok lắm, làm cũng ok lắm. Rồi bà Linh thấy sao? Thôi bà Linh bữa đó có coi rồi, bà quay cho tám rồi, bà khen từ lúc tám mới làm rồi, thì các bạn thấy sao? Thì cũng có người giống chung là qua cái clip đó thì cũng có người nói là xấu, của người nói đẹp, nói chung là tám có comment với lại bé Râm á, bé Râm lên, bé Râm nói là cái gì á, bé Ly nhớ không? Bé Râm nói là các cô chú gì á, đừng có phê gì đó. Ừ, nói chung cái comment của bé Râm, nhưng mà cô vô cô nói là không có gì đâu, không có sao đâu con. Thì một khi đã lên trên này chơi rồi á là phải chấp nhận đó, chấp nhận cái sự phê bình của khán giả. Nhưng mà nếu mà ví dụ như các bạn phê bình mà ảnh hưởng tới người khác á, ảnh hưởng tới tám thì đó không có quan trọng bằng là ảnh hưởng tới những người có mặt ở trong cái clip của tám, là tám sẽ không có giữ lại và tám cũng xin lỗi luôn, xin lỗi rất là nhiều. Ví dụ các bạn coi và các bạn comment thì tám vô cùng biết ơn, rất là biết ơn, tại vì xem mình mà ủng hộ mình, xem mình là rất là biết ơn. Nhưng mà những cái comment mà nếu mà ảnh hưởng tới cái người ở trong cái clip của tám á, ra đến nhà làm cho người ta buồn hoặc là tổn thương hoặc là cũng là bất lợi cho người đó, thì tám xin lỗi trước, là tám xin không có giữ lại cái comment đó, mặc dù là biết là có comment nhiều thì sẽ có tiền đó, nhưng mà tám xin lỗi nha. Xin lỗi em ngàn lời à. Xin lỗi em vì anh đã làm em đau. Ly làm gì vậy? Trời đất ơi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì tám thấy cái lông mày của tám đã như ý của tám muốn, là nó đã lạc đi rồi, nó đã lạc đi và nó không có đậm lè giống như mọi bữa, giống như là cái lông mày của tám đang có lúc trước, và tám ý của tám muốn là như vậy, và bây giờ nó đã như ý muốn của tám. Như là tám muốn cái gì là được cái nấy, không hiểu tại sao mà không phải mình nói là mình hay, nhưng mà tự nhiên tám nghiệm ra một cái điều là hình như là như vậy. Trong đầu tám muốn cái gì là tự nhiên một thời gian là tám được, tám được y như cái ý muốn là tám nghĩ là Chúa rất là thương tám mà đọc được cái gì trong cái đầu tám muốn. Bây giờ có cần tôi vô tôi mua không? Ủa bà vô hả? Thử tôi ngủ. Sao? Vậy hả? Vậy ở đây một mình nha. Vậy hả? Vậy thôi, vậy tôi ngồi trong đây hả? Ok rồi, nói đi, nói mình đi, từng kỹ mình. Đi. Ờ, chuyện mà nói mình là chuyện nhỏ đối với tôi à. Bye bye. Ly đi luôn hả? Con đi hơn đây. Chờ cô để cô hơn ở đây mình vậy đó hả? Ở đây nha. À. Còn cái này nữa nào, hồi sáng nay á là lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà ngoại, thì bà Linh bả quay, nhưng mà các bạn biết đó, bà Linh á bả mắc cỡ lắm, bả quay phim cho mình á mà mình cứ kêu bả đứng, ví dụ như người mình quay phim giống như tám đi, tám livestream hoặc là tám quay một cái sự kiện gì đó,
là mình phải đứng ra đằng trước, giống như là mình phải không có sợ gì hết trơn á, mình mới quay được những cái góc cạnh đẹp mà tất cả thấy tất cả luôn. Ví dụ như bả, nếu mà thật sự bả là tám đi thì sẽ tâm sẽ len lỏi đứng ở một cái góc nào đó mà để nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình tám trong lúc mà dự lễ. Nhưng mà bà Linh bà không có dám, tại vì bà sợ, bà sợ ai nhìn bà lắm. Giống như bà đi lễ lúc nào bà cũng ngồi cuối cùng đó, bà không bao giờ bà ngồi ở đâu mà để cho người ta thấy bà hết trơn á. Đó là một cái tánh của bà từ trước đến giờ, coi như có thể là từ nhỏ luôn tới bây giờ luôn á. Tại vì bà có nói tám cái mình nói ngày hôm qua đi nhà thờ kiến cũng vậy nữa, cái bà ngồi đâu sau lưng mình á, cái bà, mình nói bà ngồi lên trên này nè, lên đây chút á thì chỉ máy xuống là thấy mặt, thì thấy mặt thì phải thấy hết gia đình ngồi đúng không các bạn, còn mà ngồi đằng sau làm sao mà thấy, chẳng lẽ bây giờ đằng sau cứ ngồi cứ quay hoài trên cái nhà thờ còn không thấy. Ý là nếu mà tám làm clip á là tám phải muốn thấy trên và cũng thấy dưới luôn. Ví dụ như tám đứng đây thì tám quay đằng trên là trên bàn thờ gì, còn bà Linh thì ví dụ bà quay từ trên bà chỉ xuống, ví dụ vậy. Cho nên là tám không có quay, tại vì có thể là tám cũng không biết có post hay không, thì bây giờ thì là cái clip này là sẽ sau những cái clip đó. Nhưng mà ý là tám nói ở đây á là bà Linh á, bà tội nghiệp lắm. Mặc dù bả là cái tánh của bả như vậy, nhưng mà bả vẫn cố gắng bả quay cho tám là bả sẽ ngồi ở giữa cái dãy đằng trước vậy nè. Bả quay tới thì trong cái clip đó các bạn sẽ thấy cái góc cạnh mà bà Linh Trần bả quay. Nhưng mà thật ra tám nghĩ là tám, nếu mà không có bà Linh Trần thì tám cũng sẽ không có quay, tại vì là tám để cho Cam Thi với lại Cam Linh hoặc là Cam Thao gì đó quay, chứ tám thì tám không có quay. Tại vì 3-4 cái youtuber trong một căn nhà thì là mình phải không có quay, giống như quay trùng hợp á. Dĩ nhiên mỗi người sẽ quay một cái khía cạnh khác nhau, nhưng mà cái nội dung nó vẫn là chung. Nhưng mà ví dụ một người thì không nói, nhưng mà này tí 4 người lận thì để cho ba cái giờ như là ba cái kênh là Cam Thi Family nè, Cam Thao Đây nè, Cam Linh Tình Yêu Và Cuộc Sống quay, thì các bạn sẽ có thể vô trong mấy cái kênh đó coi ha. Còn tám thì tám cũng rất là muốn quay để mà mình kỷ niệm cái ngày của ba má, nhưng mà tám thì làm lễ không quay được, chỉ có bà Linh. Bà quay được nhiều không bà Linh? Nhiều. Cảm ơn cô Linh. Cô Thơ đã bỏ lỡ xin một... mời các bạn. Cô Thơ đã bỏ lỡ câu chuyện. Câu chuyện gì? Vui lắm. Chuyện gì vậy? Cảm ơn ta, cảm ơn cô Linh. Cả đời lễ cưng. 1, 2, 3. Nhà nó cười quá trời. 1, 2, 3. Chuyện sao? Chuyện là gì? Giỏi. Thuộc bài giỏi. Tưởng nó không biết nữa, cho nó ra khỏi đội ngũ fan cứng luôn. Đó, chuyện là gì? Ừ. Nãy ở trong người ta mở nhạc Sơn đó cô. Ờ. Sau khi người ta nói là ồ nghe nhạc Sơn buồn quá, Sơn này con không về buồn quá. Ừ. Cái cô lên nói không. Người ta hỏi là Xuân này không về, ý là cảm ơn cô, ý là không về với ba mẹ nên buồn á. Xong cô Linh nói không, buồn là do nhớ chồng. Nhớ chồng muốn gì không? Nhớ chồng á, nói chồng bị gì mà xong rồi mà đúng rồi, cái người ta nói chồng bị gì mà nhớ. Đố cô Linh nói sao? Cô Linh nói là chồng bị con chuột cắn. Cắn mất. Nè, nó cắn kỳ lắm, nó cắn mất cái chân rồi. Mà nó cắn không hết. Nó không cắn hết mà nó cắn mất hết. Trời đất ơi. Mà nói con Quang hả? Đâu có đâu. Chứ chồng của tôi mà mắc mớ rồi, bà nói là chồng của bà. Chồng bà bị chuột cắn mất cái chân. Gì đâu. Tôi chỉ nói chuyện chị đó thôi, cái thằng Ly đứng ngoài nó nghe. Tôi thấy câu chuyện này sao nó có quen quen cái gì đó. Trời ơi, trời bà nội. Đắng quá, phải nên mất tiếng vô các bạn. Tại chỉ mở nhạc Sơn cho nó nghe buồn quá. Chứ nó buồn gì sao nhớ ba mẹ hả? Nó không. Là thì bà nói Xuân này con không về. Nhớ ba mẹ hả? Nó không, nhớ chồng. Nhớ chồng. Nói sao nhớ chồng, chồng bị gì mà nhớ. Cha vợ, cha con gì đó, cái nó không. Tại vì chồng chết. Sao chết? Bị chuột cắn.
bà nội. Cái Lý nói hồi mấy ông ra con kể cho ông coi. Bác bị ra làm câu chuyện kìa. Cảm ơn Linh Linh đã cho Tàm một ly chè. Xin sao. Trời ơi, lần đầu tiên mới nghe bà kêu Linh Linh. Phải không Ly? Dạ. Phải không Ly? Lần đầu tiên mới nghe thơ thơ nó Linh Linh. Ai cũng khen à. Tám có một người bạn giống như bà Linh là rất là quý, rất là tốt mà thiệt, tốt thiệt. Thiệt không? Các bạn nhìn hay lắm luôn á. Công nhận khán giả người ta coi, người ta nhìn, người ta biết hết luôn nha. Mặc dù là người ta đâu có tiếp xúc với mình 24/24 đâu. Người ta chỉ coi trên cái clip, dụ một cái clip khoảng 20-30 phút thôi à. Người ta đâu có coi, phải không? Người ta chỉ là trên hình thôi đó, trên video thôi, là không phải là suốt. Nhưng mà người ta nhìn rất là hay, ta biết có những khán giả ta tinh tế thiệt luôn á. Ta biết là Linh là một người bạn cũng như là rất là tốt, như là tốt thì có tốt luôn. Mà và đây cũng là câu trả lời của Tám cho mọi người luôn, là khán giả rất là hay, khán giả suy đoán rất là đúng, coi như là nhìn thấy rất là đúng. Nhưng mà có người ví dụ như người ta nhìn trong cái clip vậy, người ta nói là người ta đoán sai đó, không có những người người ta đoán sai, ví dụ như phê bình hoặc nói về như cái bằng gì ta comment á sai, có những người người ta không có, như là có thể người ta không có theo dõi thường xuyên, không biết, nhưng mà nói chung là nhiều comment, nhưng mà có những comment rất là tinh tế và những comment rất là hay. Mình đọc mà mình còn nể luôn á, nói chùa chà, ai gì ta, ai mà comment quá trời hay mà giống như là hiểu, người ta coi, người ta để ý, người ta hiểu gì game, hay lắm á. Nè, ví dụ như hôm qua, lúc mà tôi đi với bà bên nhà ngoại về cái gì, cái tôi chạy qua nhà đứa em, hôm bữa mình đi ăn đốt pháo bông á, cái con nhỏ em giao họ, nó coi, nó theo dõi lắm, chùa bà biết, nó đứng nó phân tích, người này người kia bà làm sao rồi tôi làm sao vậy, nó nói về những cái tính tình hay cái những cái câu nhỉ? Trời ơi rất là đúng luôn. Hay à. Nó nói hay ơi là hay luôn á. Bà có vỗ tay không? À, có vỗ tay bằng miệng khen á. Trời, nó theo dõi kỹ vậy hả, biết này biết tùm lum luôn. Hiểu á. Hiểu từng người, từng gì luôn á. Vậy hả? Hay lắm á. Cho nên là Linh là một người bạn rất là chân thật, không phải như Quang là chân giả. Nói chung là có giả tạo. Ủa, hồi đó giờ bà có bạn giống như tôi không? Hả? Có. Nhưng mà không có đến thân như vậy. Ủa vậy hả? Hồi xưa đến giờ nhỏ lớn mà có bạn chứ. Là thân giống có, tôi không? Ở Việt nhiều Nam không? Có hai người mà bị thời cuộc chiến tranh ly tán. Mình nói theo sách vở chúng mà. Cuộc chiến tranh ly tán hả? Rồi bây giờ còn gặp lại không? Gặp qua điện thoại thôi. Vậy hả? Còn gặp qua điện thoại hả? Mà hai người đó ở đâu? Vẫn ở xa hả? Chú ở đây luôn. Nhưng mà không có thân đến nỗi vậy. Không có thân đến như vậy hả? Không có hiểu, không có mà. Nhưng mà chơi với hai người đó bao nhiêu năm? Chơi cũng có người từ nhỏ đến lớn, thì lớn thì cũng bị hơi phai phai. Người thì đi làm thì chơi. Nhưng mà bà có tốt với hai người đó giống như là tốt với tôi không? Tốt nhưng mà không bằng. À cũng tốt nhưng mà không bằng. Ai tôi cũng tốt hết á. Nói thiệt hả? À. Tôi tin Ai tôi cũng tốt á nhưng mà
bà là số 1. Đúng rồi, bà thấy vậy không? Vỗ tay cái bá ly thì tay bắt cầm cái ly là không có vỗ được. Thấy chứ? Thấy bà rất là tốt với tôi. Con cũng công nhận điều đó. Nó mới nhớ ha. Có cái cô kêu hồi sáng bà nhớ. Bà tới mà cái, tôi nói chuyện với cô đó lâu thiệt lâu không? Đúng rồi. Ôi, tôi nghiệp cổ nha. Cổ kể nha. Trời, câu chuyện này cũng như viết ra sách vở luôn á. Cổ kể nha. Cổ quen với cái chú đó hồi năm 18 tuổi. Xong chiến tranh lạc bà bắt trước tôi hả bà? Không phải thiệt. Hồi nãy bà nói chiến tranh lạc tôi mới nhớ cái câu chuyện của cô. Bà đừng có lấy câu chuyện của tôi mà ví dụ cho câu chuyện của bà. Chiến tranh lạc lạc, cái mất liên lạc luôn. 50 năm sau. 50 năm sau. Như chưa hề có cuộc chia ly. Chù gặp nhau. Cái xong cái mà cổ kể cũng khóc. Cầm điện thoại luôn, cổ cảm động lắm. Tôi đâu có khóc, tại vì cổ đang khóc, làm sao tôi khóc được. Tôi phải an ủi cổ chứ. Cái cổ kể đó là coi như 18 năm đúng không? Năm 18 tuổi không gặp xong. Cái thì cổ cũng có chồng, cũng có hai đứa con. Rồi xong rồi á, cái chú đó cũng có gia đình. Nhưng mà chú đó đi kiếm cái cô này nè. Đi kiếm quá trời mà cổ đâu có lên mạng đâu biết. Cổ đâu có chơi mạng. Mà cổ kiếm, coi như chú đó kiếm tờ, nói họ tên nó kiếm quá trời kiếm 50 năm luôn á. Cái cuối cùng cái tới 50 năm sau thì có một người bạn, người ta lên, người ta thấy đọc cái tên á. Đầu người ta mới liên lạc với cổ. Xong cuối cùng cổ về Việt Nam cổ mới gặp. Coi như là lúc mà gặp nhau một cái á, giống như là một cái tình yêu mà có như là nó ấp ủ từ lâu á, mà tại vì tìm mấy chục năm mà hai người dắt nhau đi Đà Lạt đi mà hả, sao bao nhiêu tuổi? 70 tuổi thôi mà hai người đều chưa có chồng có vợ hả? Thì 18 năm bây giờ 50 năm là bà biết là 18 tuổi bây giờ 50 năm nữa là nhiêu à, hiện giờ có vợ chồng. Hiện giờ thì không, coi như là chồng của cổ mất mười mấy năm rồi mà cổ ở vậy, cổ nuôi con cổ còn thành tài rồi. Luôn chú đó hình như là lúc đó sao cũng không có hay sao á, cái xong cái hai người đi chơi chỗ đi du lịch á, vui hạnh phúc lắm luôn á. Xong đi qua Mỹ, cái bây giờ chú nó bị bệnh ung thư, bây giờ cổ khóc cổ buồn á, ý là cổ nói mà cổ ở đây hả, chưa cổ ở bên Mỹ, bên tiểu bang khác. Thì cổ nói là hả, trời ơi cổ giống như là buồn lắm, tại vì tại sao mà cái hạnh phúc nó tới mình ngắn ngủi vậy á. Bây giờ cái chú đó đang giống như cổ đang chăm sóc chú đó nha, giống như là cái duyên đó. Mà cái duyên mà bao nhiêu năm mà gặp nhau mà được hưởng được vài năm thôi là bệnh rồi, nhưng mà cũng còn được rồi, vậy là tốt. Mà nhiều khi nó buồn quý. Cổ buồn cổ khóc, cổ nói là bây giờ yếu lắm, khóc là tại vì chú sắp mất nên là ung thư mà không có còn hy vọng nữa đó. Chứ mà ngàn ngào thế là ta thì đó, ý là vậy đó. Thì tôi cũng mới nói là thôi cô đừng buồn nữa, bây giờ dù sao á thì cô cũng đã được một thời gian hạnh phúc bên chú, và cuối đời cũng là người chăm sóc cho chú, cái đó là cũng là một cái duyên nợ mà mình cuối đời mình có được, còn hơn là ví dụ như cô ở không như vậy chứ tới chết luôn, đúng không? Hồi xưa là tại sao yêu nhau không đến được với nhau ha, mà bây giờ đến được mấy năm thì cũng được rồi, hạnh phúc rồi. Cái đó là cái duyên nợ hồi tiền kiếp nào mà bây giờ không tìm ra được, bây giờ cuối cùng cuối đời cũng phải tìm ra được và ở với nhau tới cuối đời, cái đó là cũng là một cái hạnh phúc rồi. Cho nên nó hồi số phận thì mình phải chấp nhận rồi mình vui vẻ mình sống, chứ bây giờ buồn cái cuộc kể cũng buồn quá trời luôn. Nói chung là cái câu chuyện rất dài mà tôi tóm gọn lại cho bà.
ở lúc đó là đang ủi đồ này luôn để đi là nhà họ nhà thờ á, thay chuẩn bị này kia á, mà cổ nói chuyện từ lâu lắm á, nói chuyện từ lúc tôi đang make up luôn á. Có khi nào 70 tuổi là Linh mới có người yêu không ta? Không đâu. Không bao giờ. Bé Ly, tại sao con có người yêu vậy Bé Ly? Không bao giờ. Ôi, nhỏ nhỏ là nó còn nhỏ quá à. Mà yêu gì mà người yêu giờ này. Trời, giờ yêu là đúng rồi, còn gì nữa. Nó còn nhỏ hơn con két nữa mà. Ừ. Yêu chi sớm vậy mệt. Một phút quảng cáo. CD Nhật Sơn. Tìm nào? Tìm gọi bà Tám Căn Thơ 714-677-7890. Lặp lại 714-677-7890. CD Nhật Sơn với lại 8 cái CD nữa hả? Chín cái tất cả phải không? Ừ. Có USB nữa. Có. Tổng cộng 9 luôn ha. Mãi vô. Ai có nhu cầu nghe Nhật Sơn thì gọi cho bà Tám. Nghe nhạc Xuân của bà Tám không có buồn đâu, mà vui lắm chứ không phải nhìn. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mà. Nếu con về chắc mẹ buồn hơn. Đúng rồi đó. Bây giờ bà cho các bạn nghe bài Đang Áo Mùa Xuân. Bài này là Tám đó, bài này là của bà Linh Trần bà chọn á. Bà Linh Trần bà chọn cái bài này cho Tám nè. Mỗi lần hoa
nữa các bạn thông cảm nha, Tấm phải cắt ra chút chút thôi, nó bị bản quyền cho nên Tấm phải cắt ra các bạn cho nghe, các bạn nghe ngắt nha, xong thông cảm nha. Nhưng mà gần tới Tết là Tấm sẽ làm một cái live show giống như hôm bữa nhạc Giáng sinh vậy đó, nhưng mà sẽ có bài hát này mà Tấm hát live luôn. Các bạn sẽ nghe Tấm hát live. Mong chờ. Còn cái này là mình nghe trong CD. Coi coi là còn hát live có giống như hát nhép không nhé. Mong mọi người ủng hộ Cam Thơ nha. Dạ. Yeah. Ủng hộ ca sĩ Cam Thơ. Bài hát này là Linh Trần đã nghe bài hát này nhớ năm ngoái không? Tối ngày cái mình cái môi lần cái Thiện Chương á, tối ngày cứ cừ môi lần qua mai vàng trước ngõ. Màu quá ha. Mới này. Nhanh dễ sợ. Lúc đó chưa đi làm ha. Lúc đó còn dịch á. Nhưng mà nếu mà chương trình nhập xuân kỳ này á, chắc mình phải chọn những cái bài, một bài số khác. Bài trong này thôi. Lại một bài khác nữa. Rồi một số bài khác, những bài mà chưa nữa. Hát á. Đúng rồi. Những bài mà chưa hát ở trong chưa hát trong CD cho nó mới một chút. Mày chọn đi nha. Ê các bạn chọn giùm Tám đi. Rồi. Cứ nếu mà thích bài nào thì comment trong này cho Tám, xong rồi Tám tuyển ra, Tám lọc ra cái bài nào mà thích hợp với Tám mà Tám biết á thì Tám sẽ hát. Mà kỳ này nhạc xuân chắc cũng phải hát với ông Khánh Hoàng rồi. Đúng rồi. Hát với Khánh Hoàng là hợp. Xuân còn nhạc bolero hả? Làm giờ nào ta? Chương trình bolero không biết làm khi nào chưa thỏa mãn dục vọng đèn. Ấp ủ. Chắc mày muốn nó chín lắm đây. Ấp quá nó chín mùi lắm á. Nếu mà xuân mà bolero cũng buồn đúng không? Không mà Linh. Không, Xuân thì gần Tết mình chơi nhạc Xuân. Trước đó mấy ngày đó. Còn nhạc bolero làm đợt nào trời? Đợt mà dịp mà, gì giờ? Dịp mà buồn ơi là buồn á. Trời cao cổ thâu. Chị cảm thấy tự nhiên cái hôm nay sao tụi bay cứ lúc nào cũng trời cao cổ thâu. Cao cổ thâu hoài. Chị canh đâu biết trên xe bài. Chị cách ti. Rốt cuộc thấy không? Nói người ta rốt cuộc chính cái ti về sau cũng hát cái câu đó không? Nó ăn cái gì mà nó hát trời cao cổ thâu vậy? Canh chỉ bên bà hay cái gì đó. Vui. Trời cái clip cái clip chơi trò chơi. Vui mà liệu nguyên đám. Các bạn đóng xem ơi sao rồi các bạn xem rồi. Các bạn là chưa xem. Các bạn nào chưa xem thì các bạn xem clip ngày Giáng sinh của chơi trò Tám chơi đó. Trò chơi trong đêm Giáng sinh, trò chơi mà Beckett thì Beckett nó bày ra cười muốn chết luôn mà gì mà liên quan chủ đề liên quan mắc cười mà vẽ anh quan ba chân luôn mới ghê chứ. Không, ba chân là tại sao? Không phải ba chân mà hồi nhỏ tôi hay vẽ búp bê là vẽ như vậy. Không, không búp bê là hai chân nhưng mà một chân nó tẻ ra làm ba ngón, bà hiểu không? Bà lộn rồi. Còn cái này bà bẻ ba chân luôn. Thôi tôi nhớ hồi xưa tôi vẽ. Tôi vẽ là cái đầu nè. Ừ xong rồi hai chân nè. Nhưng mà một chân thì nó có ba cái càng ở dưới, ba cái ngón ở dưới đó. Nhưng mà cái này là bà vẽ ba chân luôn chứ. Đâu tôi nhớ là cái tròn đúng không? Có một đường xuống cái hai cái tay dẹt ra. Rồi hai cái chân dẹt ra. Xong rồi mới là ba cái ngón ở dưới. Ba cái. Còn này bà làm nguyên là ba chân luôn. Ôi, thôi phải kệ có... bà thấy sao bà vẽ vậy. Phải có một cái đường ở giữa đúng không các bạn, mà nhỏ các bạn nào mà vẽ giống Tám cho Tám biết đi. Nhớ mà nhỏ vẽ vậy không á. Vẽ như vậy xong cái mình cắt thành cái tờ giấy luôn á. Thôi bây giờ gần tới Đức Mẹ rồi, cái clip này đã quá dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này nha. Clip cũng dài rồi, thôi chào tạm biệt các bạn tại đây nha. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc.
chào quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Nhớ đăng ký kênh bà Tám Cam Thơ nha. Like và subscribe nữa nha. Đừng quên mua album Nhạc Xuân nha. CD Nhạc Xuân đã phát hành mọi nơi. Có đâu. Phát hành con mình bà Tám bán. Bye bye, see you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.